Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, 14 tháng 8 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Đại gia V-League nhắm đồng hương thầy Park ngồi ghế huấn luyện viên trưởng. Lào tại giải U23 Đông Nam Á liệu có gây bất ngờ trước U23 Việt Nam? Hoàng Đức không thể giúp Viettel vượt qua Công an Hà Nội nhưng vẫn có hy vọng vào tương lai. Cầu thủ từng bị trao giò vĩnh viễn vì bán độ được tiến cử cho huấn luyện viên Philippe Chujie. Mời các bạn cùng đón nghe. Lào tại giải U23 Đông Nam Á liệu có bất ngờ? Trong thành phần của đội tuyển U23 Lào tham dự giải U23 Đông Nam Á, giải đấu diễn ra tại Thái Lan tới đây, có sự góp mặt của một cầu thủ trở về từ Pháp là Victor. Lào hiện đang có sự chuẩn bị rất kỹ cho giải U23 Đông Nam Á 2023. Đội bóng này tập trung tập luyện từ cuối tháng 7 và đang có chuyến tập huấn ở Thái Lan. Thời gian gần đây thì bóng đá trẻ của Lào có bước phát triển lớn. Các đội tuyển trẻ của Lào thi đấu tốt và mang lại kết quả khả quan ở những giải đấu khu vực và châu Á. Họ đã từng giành vé đến U17 châu Á và thi đấu khá tốt. Tại giải U23 Đông Nam Á năm 2022, U23 Lào đã vượt qua Malaysia để giành tấm vé duy nhất của bảng đấu để tiến vào bán kết. Sau đó thì Lào đã không thể đánh bại được Thái Lan ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Tại trận tranh hạng 3 với Đông Timor, vì nhiều lý do cầu thủ Lào mắc Covid-19 nên trận đấu đã bị hủy bỏ. Sau đó thì Đông Timor đã có hành động đẹp là chia sẻ danh hiệu giải 3 với đội Lào. Ở giải Đông Nam Á năm nay thì U23 Lào không có lực lượng mạnh nhất do những cầu thủ chủ lực bận thi đấu ở AFC Cup trong màu áo câu lạc bộ Young Elephants. Dù vậy thì mục tiêu của U23 Lào vẫn là vượt qua vòng đấu bảng, thành tích mà đội tuyển này đạt được vào năm ngoái trên đất Campuchia. U23 Lào đã chuẩn bị rất kỹ khi đã tập luyện từ đầu tháng 7 và có chuyến tập huấn tại Thái Lan. Thế nhưng mục tiêu trên sẽ rất khó khăn để hoàn thành khi mà Lào nằm chung bảng với Việt Nam và Philippines. Việt Nam so với Lào thường là có trình độ rất chênh lệch, trong khi đó Philippines cũng là một đội tuyển đáng gờm với Lào. Tuy nhiên thì Lào vẫn có thể lách qua khe cửa hẹp nếu như họ là đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất. Và liệu có bất ngờ nào xảy ra hay không? Cần nhớ là tại SEA Games 32 thì U22 Việt Nam cũng đã phải chật vật mới giành được chiến thắng trước U22 Lào. Còn về Philippines, chiến thắng trước đội tuyển này không hề là không khả thi nếu trong một ngày mà các cầu thủ Lào sở hữu phong độ cao và đội có chiến thuật hợp lý. Đại gia V-League nhắm đồng hương của huấn luyện viên Park Seo ngồi ghế huấn luyện viên trưởng. Các bạn thân mến, thời gian gần đây thì câu lạc bộ Nam Định vấp phải nhiều chỉ trích từ người hâm mộ sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Về mặt cá nhân thì ông Vũ Hồng Việt cũng nhận những ý kiến trái chiều vì thay đổi nhân sự thiếu hiệu quả. Trước làn sóng phản đối của người hâm mộ, đội bóng Thành Nam được cho là đang tìm một vị chiến lược gia có chất lượng để thay thế cho ông Vũ Hồng Việt. Cụ thể, Nam Định được cho là đang nhắm đến việc chiêu mộ huấn luyện viên Chun Ji-ho. Đây là cái tên không hề quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam khi ông Chun Ji-ho từng có nhiều năm làm trợ lý ở câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hà Nội. Thời điểm trước khi V-League 2022 khởi tranh, ông Chun Ji-ho đã được đôn lên dẫn dắt Hà Nội sau khi ông Park Chung-kyun bất ngờ từ chức. Ngay trong mùa đầu tiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã giúp cho đội bóng thủ đô giành chức vô địch V-League 2022. Nhưng sau mùa bóng năm đó thì ông Chun Ji-ho đã chia tay câu lạc bộ Hà Nội. Theo tìm hiểu thì đôi bên không tìm được tiếng nói chung trong việc ký kết hợp đồng mới nên đã đường ai nấy đi. Ngoài ra thì vị chiến lược gia này cũng chưa có bằng huấn luyện viên pro nên không thể dẫn dắt đội bóng thủ đô tham dự AFC Champions League. Trong một năm nay, ông Chun Ji-ho cùng gia đình được cho là vẫn ở lại Hà Nội để sinh sống. Vì vậy mà nhà cầm quân này muốn tìm một công việc ở Việt Nam. Thời gian gần đây thì ông Chun Ji-ho đã gửi lời đề nghị đến nhiều đội bóng tại V-League và trong đó có cả Nam Định. Về phần đội chủ sân Thiên Trường thì sau mùa giải chưa thực sự thành công, nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục gia tăng chất lượng nhân sự để hướng đến mùa bóng 2024. Cầu thủ từng bị treo giò vĩnh viễn vì bán độ được tiến cử cho huấn luyện viên Philippe Chujie. Các bạn thân mến, ở vòng cuối cùng của nhóm B tại giai đoạn 2 của V-League 2023, BKMX Bình Dương đã chia điểm với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận cầu không bàn thắng. Và kết quả này như đã biết là giúp cho cả hai đội đều trụ hạng thành công. Bình Dương kết thúc ở mùa giải vị trí thứ 12, áp sát phía sau là chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số là 14 đội. Huấn luyện viên Philippe Chujie cùng trợ lý Nguyễn Việt Thắng đã có mặt tại khán đài để theo dõi trận đấu này, nhiều khả năng nhằm tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển U23 hay là tuyển quốc gia. Đáng chú ý, huấn luyện viên trưởng đội Bình Dương ông Lê Huỳnh Đức trước đó đã tiến cử cầu thủ Lê Quang Hùng cho trợ lý Việt Thắng của huấn luyện viên Chujie, theo thông tin từ nhà báo Minh Hải.
Cần nói thêm rằng là Lê Quang Hùng là một trong 9 cầu thủ của Ninh Bình bị treo giò vĩnh viễn vì tham gia dàn xếp tỷ số ở trận đấu giữa Ninh Bình và Kelantan của Malaysia tại AFC Cup hồi năm 2014. Thế nhưng khao khát được trở lại sân cỏ đã thôi thúc anh vượt qua mặc cảm, nỗ lực tìm kiếm cơ hội trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Sau nhiều lần gửi đơn xin giảm án, Quang Hùng đã được ban kỷ luật VFF xóa án treo giò vào tháng 3 năm 2023. Sau thời gian từ việc ở Bình Dương, Lê Quang Hùng chính thức trở lại với bóng đá chuyên nghiệp ở trận đấu gặp câu lạc bộ Viettel tại sân Hàng Đẫy ngày 25 tháng 6. Trận cầu này có lẽ rất đáng nhớ với Quang Hùng khi anh lập công gỡ hòa một đều cho Bình Dương ở phút thứ 45. Ghi bàn thắng ý nghĩa sau 9 năm, anh đã không kìm được cảm xúc và bật khóc nức nở sau đó. Kể từ khi trở lại thi đấu chuyên nghiệp, cầu thủ 31 tuổi thi đấu khá ấn tượng. Bởi vậy mà chính nhà báo Minh Hải cũng từng tiến cử Quang Hùng cho trợ lý Muley Lesen của huấn luyện viên Chu Jie. Nhà báo Minh Hải cho biết là trợ lý Muley ngay sau đó đã đề đạt về Quang Hùng với vị chiến lược gia người Pháp. Và có lẽ đó là lý do mà huấn luyện viên Philippe Chu Jie cùng trợ lý đến dự khán trận đấu của Bình Dương vào chiều ngày 11 tháng 8. Và nếu như được triệu tập lên đội tuyển quốc gia một lần nữa thì đây chắc chắn là cơ hội rất đặc biệt với cầu thủ Lê Quang Hùng. Không thể giúp Viettel vượt qua Quang Hà Nội, nhưng Hoàng Đức vẫn có hy vọng vào tương lai. Các bạn thân mến, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở trận đấu giữa Viettel và câu lạc bộ Quang Hà Nội, đội trưởng của câu lạc bộ Viettel Nguyễn Hoàng Đức đã không giấu nổi sự thất vọng. Anh đã khóc và lấy áo chùi nước mắt, cùng với đó là lặng lẽ đi vào đường hầm. Sự tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi cho anh, cũng như là tập thể trẻ trung sau trận thua đậm 0-3 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến ngôi vô địch V-League 2023 là giải Ngân Hà, câu lạc bộ Tung Hoành Hà Nội. Mùa này Hoàng Đức thực sự đá rất bay, anh cùng với Đức Chiến, Zaha tạo thành bộ ba tiền vệ trung tâm ổn định bậc nhất tại V-League 2023. Không những chỉ giúp cho Viettel kiểm soát tốt ở tuyến giữa, tiền vệ sinh năm 1998 còn ghi được 4 bàn và có 5 pha kiến tạo. Hoàng Đức cũng chính là người trực tiếp góp công vào bàn thắng nhiều nhất cho câu lạc bộ Viettel. Khi đang đạt phong độ điểm rơi, có lẽ Hoàng Đức đã bước vào trận đấu này với rất nhiều sự kỳ vọng. Nếu đánh bại đội Công an Hà Nội, câu lạc bộ Viettel sẽ tiến gần đến chức vô địch V-League 2023. Cá nhân Hoàng Đức thì anh sẽ có cơ hội bước lên đỉnh cao bóng đá Việt Nam với tư cách là thủ lĩnh ở tuyến giữa của nhà vô địch. Nếu vô địch thì Hoàng Đức sẽ được coi là ngôi sao dẫn dắt đội bóng đến thành công và là người hùng gánh đội. Chiếc cúp giành được cùng các đồng đội đã gắn bó với nhau từ tấm bé sẽ càng ý nghĩa hơn khi tỷ lệ nội địa hóa của Viettel là số 1 tại Việt Nam. Nhưng điều đó đã không đến, cũng phải thừa nhận là các học trò của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã chơi ấn tượng ở mùa này, nhưng họ còn thiếu kinh nghiệm, chưa đủ bản lĩnh để đứng vững ở những thời khắc quyết định. Sự lúng túng và lóng ngóng là điều mà người hâm mộ có thể thấy trong hai bàn thua đầu tiên của Viettel trong trận gặp Công an Hà Nội. Thanh Bình đã phá hụt bóng, Duy Thường thiếu quyết đoán. Và khi rơi vào tình thế như vậy, Viettel cũng không đủ bản lĩnh để lội ngược dòng. Mùa này thì huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh phát triển đội bóng dựa trên nền tảng là những cầu thủ được đào tạo từ chính câu lạc bộ Viettel. Đây là điểm khác biệt nhất so với đội hình năm 2020, thời điểm đội bóng quân đội giành chức vô địch V-League. Khi đó thì những ngôi sao như là Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải hay là Hồ Khắc Ngọc đều là những người dày dặn kinh nghiệm, đang ở độ chín của sự nghiệp và đã giúp cho câu lạc bộ Viettel tiến những bước chắc chắn đến cuộc đua vô địch. Trong giai đoạn cuối mùa giải 2020, khi mỗi trận đấu có tính chất như là một trận chung kết, thì Viettel thể hiện được phẩm chất của nhà vô địch. Trong 7 vòng đấu cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng giành được 6 chiến thắng. Điều đáng nói là có đến 5 trong 6 trận thắng đó, họ khiến cả V-League phải khiếp vía với điệp khúc là đếm xác đều như ván tranh, thắng 1-0 và lấy 3 điểm. Trận còn lại thì Viettel hòa đối thủ cạnh tranh trực tiếp là câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số là 0 đều. Bản lĩnh, kinh nghiệm cùng với đẳng cấp của những ngôi sao lớn luôn được câu lạc bộ Viettel thể hiện ở mùa giải đó. Trong năm thứ hai, lứa tài năng trẻ của lò quân đội lên chơi tại V-League. Đó cũng là cái thiếu duy nhất của thầy trò ông Thạch Bảo Khanh để chinh phục ngôi vương ở mùa giải năm nay. Nhưng như đã nói, Viettel hiện đang sở hữu nguồn tài nguyên quý giá. Đội trưởng Bùi Tiến Dũng vẫn là chỗ dựa vững chãi cho bộ khung lớp kế cận như là Hoàng Đức, Thanh Bình, Đức Chiến hay là Tiến Anh. Họ vẫn còn không gian để phát triển. Trong khi đó, những tài năng trẻ như là Tuấn Tài hay là Văn Khang thì cũng đang lớn nhanh. Nếu tiếp tục phát triển và ổn định cùng với đó là đúng hướng thì Viettel sẽ nghiễm nhiên là ứng viên hàng đầu ở mọi đấu trường quốc nội.
và chỉ cần thêm ngoại binh chất lượng thì thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh sẽ lại có cơ hội dương cao cúp vô địch như ở mùa giải 2020. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.